Xin chào các anh chị. Hôm nay mình xin review tiếp cái bao hộ khẩu. Hôm nay rất tiếc là cái sổ hộ khẩu nhà mình thì đã đem lên trên công an thành phố sửa rồi, cho nên là mình chỉ review cái bao không thôi. Thì anh chị chịu khó xem cái này trước, hôm sau mình lấy sổ về mình sẽ bỏ vào sổ mẫu cho các anh chị xem. Tất cả các sản phẩm bên mình có bán sỉ đã, website là baobinhieu.com. Website là baobinhieu.com. Số điện thoại là 0913767101. Mình nhắc lại là 0913767101. Bên mình bán sỉ toàn quốc tất cả các sản phẩm như là vỏ bao hộ khẩu, vỏ bao hộ chiếu, vỏ bao thẻ căn cước, vỏ bao thẻ bảo hiểm y tế, cũng như vỏ bao sổ hồng, sổ đỏ. Đây là vỏ bao hộ khẩu. Vỏ bao hộ khẩu khi mà lồng vào thì nó trong suốt. Các anh chị không bao giờ phải đắn đo cái chuyện mà đi làm giấy tờ hay là đi mang đi công chứng đi này kia mà bây giờ lo nó ướt nó nhàu nữa. Cứ thế cầm cái quyển sổ này vứt vào cốp xe là ok. Không bao giờ cái chuyện mà nhàu mới lo lắng nó rách như thế này thế kia nữa. Cái này rất là tiện. Bên mình bán sỉ số lượng trên 100 cái thì chỉ 3.000 một cái. Trên 1.000 cái thì có giá tốt hơn. Các anh chị cứ vào website baobinhieu.com để cập nhật cái bảng giá mới nhất. À, cái này nếu mà khi mà lồng vào sổ thì khi mà photo là mình photo thẳng ra được luôn, không cần phải tháo ra mà photo, tại vì nó trong suốt, cho nên là photo khi mà mang vào sổ hay là không mang thì cái chất lượng photo nó cũng như nhau. Đây, rất đơn giản. Cái này bán rất chạy, nhất là những anh chị nào làm tiệm photo, khách vào chào cái là mua, bán 10 15 ngàn. Khách mua lần 2 3 cái về tặng người thân, người này người kia, bán rất chạy. Các anh chị có nhu cầu thì vào website baobinhieu.com và gọi điện cho bên mình theo số điện thoại 0913767101. Bên mình ship hàng toàn quốc bằng dịch vụ ship hàng của Giao Hàng Tiết Kiệm. Nếu mà đơn hàng trên 2 triệu thì bên mình miễn phí phí ship luôn. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì những đơn hàng trên 500 ngàn bên mình miễn phí ship những đơn hàng trên 500 ngàn thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là vỏ bao hộ chiếu. Vỏ bao hộ chiếu thì nó thế này. Vỏ hộ chiếu thì tiện hơn, tại vì nó có cái khe để đựng vé máy bay này. Hộ khẩu thì hầu như người ta không kẹp giấy tờ gì, cho nên bên mình không làm cái ngăn đây. Cảm ơn anh chị đã xem review.